Các công tố viên Đức hôm qua đã xác định danh tính người đàn ông Syria, 26 tuổi, bị tình nghi đâm dao khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương tại lễ hội Issa Al H, nhưng không nêu rõ họ của người này vì luật bảo vệ quyền riêng tư của Đức và cho biết người này bị tình nghi là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Vụ việc, cùng với tuyên bố nhận trách nhiệm của nhóm chiến binh IS, đã khiến một số chính trị gia lo ngại, kêu gọi tăng cường an ninh, thắt chặt kiểm soát vũ khí, trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các tội phạm bạo lực và hạn chế nhập cư. Vụ tấn công xảy ra trong một lễ hội kỷ niệm 650 năm lịch sử của Solingen. Cảnh sát và công tố viên Düsseldorf đã đưa ra tuyên bố chung vào sáng Chủ nhật cho biết nghi phạm đã tự thú vào cuối ngày thứ Bảy và thừa nhận tội ác.